Dạ, mình chào bà con và các bạn đến với kênh Liêm Nguyễn nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn em Minh Lực có một số mặt hàng hoa giấy rực rỡ chào bán cùng bà con nha. Hoa búp búp nụ vậy mình chơi Tết luôn bà con ơi. Em mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn em Minh Lực rất là quen thuộc à. Rồi anh cho Lực. Rồi chào Liêm, chào anh chị ha. Đó, hôm nay em lên hàng búp cho anh chị mình chơi hàng Tết anh chị, vừa búp vừa hoa cũng có luôn đó. Chúc mạnh về là mã số 1 ha, cây tỏ lửa ha anh chị, Đó, lửa đang búp nụ luôn bà con ơi. hàng búp rất là nhiều ha. Rồi em đo số anh chị biết ha, tán ngang được là 50 nè, tổng chiều cao là 70, cổ hoành nó đem ra được là hoành 8 ha, em tính hoành 8 đi. Rồi cây này em xin lưu là 200 ngàn ha anh chị, 200 ngàn cho cây đỏ lửa 200k. mã số 1. Cây này bông nó theo đọt nó dài xuống nó sụ xuống là nó Dạ ra hoài luôn nha bà dạ con. đúng rồi, này mình chơi được 2 đợt bông ha anh chị. Về mình đừng có cắt bông, mình để đừng cắt đọt, mình để cho luôn á. Dạ, Nó ra thì nó sẽ dài sụ hoài. ra. Tiếp theo là cây đuôi cá đỏ anh chị, đó À, số 2. sum hoa luôn, Này thì nó đọt tới đâu bông tới đó luôn nè. tán ngang được là 35, tổng chiều cao là 55, cổ hoành nó đem ra được là hoành 10 anh chị. Rồi cây mã số 2 em xin luôn là 200 ngàn luôn anh chị, 200 ngàn cho Ok. cây đuôi cáo ha. Đó, các giá đã bôi gần phía dưới cho mình luôn rồi đó. Ừ, cao đỏ, bông màu đỏ. Tiếp theo là cây tím bướm anh chị, Ok, đây, rổ bông. số 3, tăng ngang được là 51, tấm chiều cao là 74, cổ hoành nó đem ra được là hoành 10 hơn nha, em tính 10 đi anh chị mình ha. Mã số 3 này em xin lưu là 230 ngàn anh chị. Tím bướm dòng này sai bông lắm nha bà con. Dạ vì mình cắt kê cũng có chơi được Tết anh chị. Đó, xuống mã số 3, tiếp theo là mã số 4, cây phụng hoàng lửa nha. Đó, màu hoa rất là đẹp, đen rộ búp hết trơn luôn nè. Tán ngang này được là 45 ha, tổng chiều cao là 60, còn hoành em đó đây là được hoành 8 đi. Còn mã số 4 này xin lưu là cũng 200 ngàn thôi anh chị, Phụng 200 hoàng ngàn lửa. cây phụng hoàng lửa. Tiếp theo là mã số 5 ha, đó, cũng là tím bướm luôn, số 5 Tím bướm một dòng mà sai hoa nha, bông quá kẹo luôn. bông rất là to ha anh chị, tán ngang được là 60, tổng chiều cao là 90, cổ hoành nó đem được là hoành 12. Rồi mã số 5 này xin lưu là 240 ngàn ha, 240 ngàn đó, cho cây tím bướm ha, số 5. Tiếp theo là mã số 6, cây tím tiết ha, đó búp không ha anh chị, Tím đó tiết một dòng siêu hoa, dòng búp không, cây này nó ra hoa liên tục luôn. tán ngang được là 48, tổng chiều cao là 53, 52 ha, cổ hoành là được là hoành 8. Rồi mã số 6 này xin lưu là 200 ngàn luôn anh chị, 200 ngàn cho cây tím tiết ha. 200k. Tiếp theo là mã số 7, đó, kẹo búp luôn ha anh chị, đỏ Kẹo lửa búp ha, đỏ lửa, cây tông màu cốt mini, cây dù nhỏ thôi bà con. tán ngang được là 50 nè, tổng chiều cao là 72, cổ hoành nó đem ra được là hoành 8 luôn ha. Rồi mã số 7 này xin lưu là 220 ngàn anh chị, đó, 220 ngàn cho cây đỏ lửa ha. Cây đỏ lửa, cái phơm tàn tròn Đó, dày đặc mã à, số 7. mini. Tiếp theo là mã số 8, cây hồng tiết ha anh chị, Cây này cũng dáng cao giống cây vừa rồi, một cặp hai màu. tổng chiều tán ngang là 50, tổng chiều cao là 78 ha, cổ hoành nó đem rồi là hoành 8 đi, tính bằng Một 8. gốc Rồi mã số 8 này xin lưu là 220 ngàn ha anh chị, 220 ngàn cho cây cây hồng tiết ha. cây Đó, đang rộ bông luôn ha, cái dòng cũng sai sum bông lắm xê nha bà luôn, con, dòng siêu sum bông. xê bông. Số 8, tiếp theo là mã số 9, cây red visa ha anh chị, đó gỗ búp hết trơn luôn ha anh chị. Cây này được cái đế đẹp nha bà con, mình về nuôi cái tàn rộng ra nữa là ok luôn, vô Đó, dây vô đi cái nữa là quá đẹp. tán ngang rồi được là 60 nè, tổng chiều cao là 84, Đế sạch đẹp nha. dạ cổ hoành nó đem ra được là hoành 18 luôn ha anh chị. Rồi mã số 9 ha, là mã số 9, Red Pizza. mã số 9 này xin lưu là 380 ngàn ha, 380 ngàn cho cây red pizza, Cây kẹo bớt hết chưa. góc đế dày đẹp nha. Bà con mình về vô dây dán bonsai ở trên nha. Nuôi tàn cái nữa là tuyệt vời. Khỏi phải chê luôn. Mã số 8, tiếp theo là mã số 9 ha, đó, cũng là tàn rất là tròn luôn nha, cây Cây này dưa hấu. dưa hấu đỏ. Cây tàn tròn, lùng lực. Tăng ngang được là 54 nè, tổng chiều cao là 62, đế rất là đẹp luôn ha chị, hoành là được là hoành 15. Mã số 10 này em xin lưu là 350 ha, 350 kẹo búp Quá trời búp tàn luôn này tròn. nè. Cắt đọt ra này, này mình chơi tới Tết luôn nè bà con ơi, xây chuyền nó có những cái nụ nó mới có li ti nè.
Này thì em đóng hàng sẽ tóm gọn lên nè, cho nó ít qua ít gung 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 là nó sẽ ít rụng hoa ha chị. Mã số 10. Tiếp theo là mã số 11, cũng là cây tím bướm luôn. Tăng ngang được là 55, tổng chiều cao là 78. Câu hoành nó đem ra được là hoành 11 ha. Và mã số 11 này xin lưu là 230.000 ha chị. 230 230.000 cây cây tím tím bướm. bướm. Dòng tím bướm là dòng rất là sai ba sai hoa nha bà con, Theo mã số 12. ra rộ đều hết, đỏ lửa. Tăng ngang được là 48 nè, tổng chiều cao là 70. Còn hoành nó đem được là hoành 8. Rồi mã số 12 này xin lưu lưu là 220.000 nha chị. Đó, đỏ lửa. Xum Đây hoa luôn. bông sum xuê luôn, Mã số 12, 220.000. dòng này nó ưa ngoài nắng lắm nha bà con, chịu nắng. Tiếp theo là mã số 13. Đó. Còn ngũ sắc nha. Đó, gỗ búp hết trơn luôn anh Gỗ chị. búp đó, hàng này là mặt hàng đón Tết nè, tầm khoảng 20 Tết là bắt đầu là nó rực rỡ chơi đến Tết luôn. Này tàn nữa nó sẽ xõa xuống nha chị. Tăng ngang được là 65, tổng chiều cao là 85. Cổ hoành nó đem rồi được là hoành 10 ha. Rồi mã số 13 này em xin lưu lưu là 320.000 ha chị. 320 cho cây thái 5 màu. Bà con mình chơi cái dòng thái ngũ sắc nè, đừng có cắt con tàn ngắn, để cho cái bo nó dài ra nó rủ xuống thì bông nó mới nhiều. Chứ bà con mình đừng có chơi cắt kiểu cẩm tú cầu là thất bại nha. Dạ, thằng này thì chơi được hai đợt bông ha chị, hai đợt bông. Quá nhiều nụ luôn nè. Cắt kiểu cẩm tú cầu là xong luôn nha bà con. Dạ. Mình để cái bo cho nó dài ra khoảng chừng 6-7 tấc là bông nó dài theo, rất là đẹp. Theo mã số 14. Tiếp theo, tím tuyết. Chính tiết đó, form tàn rất là tròn luôn, tán ngang đô là 46 nè. Tổng chiều cao là 68. Cổ hoành nó đem được là hoành chính ha. Còn mã số 14 này xin lưu lưu là 220.000 luôn anh chị. Đó, form tàn rất là tròn, kẹo bớt hết trơn luôn nè. Một đóa hoa luôn, một cây một cốt nha. Mã số 14. Tiếp theo là mã số 15. Cây hồng tuyết luôn anh chị. Đó. Gỗ hoa hết trơn rồi. Quá 15. đẹp, kẹo bông luôn, một cái màu cũng dịu nhẹ nha bà con. Tăng ngang được là 48 nè, tổng chiều cao là 75. Cổ hoành ở đây được là hoành 6 hơn ha. Rồi mã số 15 này xin lưu lưu là 200.000 ha anh chị. 200.000. Cây hồng tuyết Hồng đang tuyết lên, cũng một là đang cốt, lên búp đây. vừa búp vừa rộ nữa, Dạ. quá chừng luôn nè. Quá chừng luôn. Rồi, xuống mã số 15. Tiếp theo là mã số 16, cũng là cây tím bướm luôn chị mình ơi. Hoa trơn rồi, tháng ngang được là 51, tổng chiều cao là 80. Cổ hoành nó đem được là hoành 15, rồi mã số 16 này hay là 240 ha. 240 mã số 16. Tiếp theo mã số 17. Ok à, kép ha chị. Kép chùm bông đỏ, Tăng ngang nó được là 70, tổng chiều cao là 90. Hoành là hoành khủng luôn, hoành là hoành 24. để đẹp nha, Dạ, mã đang số sạch đẹp. 17 em xin lưu lưu là 600.000 ha chị. Cái này bà con mình về nuôi cái tàn lại cho nó dày nè thì tuyệt vời luôn ha. Đó, thì hàng này thì em đi là em bao luôn là không bị ghẻ bo ha. Đó. Quá đã luôn, cái cây bằng kỳ Mã số 17. Rồi. kép chùm bông đỏ. Tiếp theo, mã số 18. Mà cây tím bướm ha. Tím Đó, bướm kẹo đế búp hết quái, trơn. cây thì đang búp rực rỡ mùa Tết luôn nha bà con. Dạ, tán ngang được rồi 57 nè, tổng chiều cao là 71. Cổ hoành nó đem ra được là hoành 15. Đó, hai chi ha, hai gửi. Hai rễ Rồi mã số 18 này xin lưu lưu là 260.000 ha chị, 260.000 trong cây tím bướm ha. Số 18. Tiếp theo là mã số 19 ha chị. Đó, thằng này thì dưa hấu ha, kẹo búp ha, đây lên búp này, rất là nhiều luôn ha. đang bước ngủ, dừa hấu đỏ. Tăng ngang được là 45, tổng chiều cao là 55. Cổ hoành nó đem được là hoành chính ha. Rồi mã số 19 em xin lưu lưu là 200.000 ha anh chị. 200.000 trong cây dưa hấu. Mã số 19. Tiếp theo là mã số 20. Cây mã lai tím ha. Tăng ngang được là 46, tổng chiều cao là 82. Ô đế quái. Dạ, hoành đã được là hoành 13. Mã số 20 này xin lưu lưu là 300.000 ha chị. 300.000. 300k. Đang lên búp rất là nhiều luôn.
cây đế quái một thân một cốt lắc lượng luôn nha. Dạ, Cánh thạch cái gì? mã Mã lai lai, mã lai tím lục bình. Tiếp theo là mã số 21, cây cành vàng lá ngọc anh chị. Cành Cành vàng lá vàng lá ngọc ngọc bông đỏ màu. tăng ngang được là 55 nè, tổng chiều cao thì được là 78, cổ hoành nó đem được là hoành chính. Mã số 21 này xin lưu là 240.000 anh chị, 240.000 cây cành vàng lá ngọc 240. đang là búp rất là nhiều luôn. Tiếp theo là mã số 22, một cây hồng gân củ rất là bự luôn, tăng ngang được là 55 nè, tổng chiều cao là 80 nè, hoành được là hoành 17 anh chị. Rồi mã số 22 này xin lưu là 300.000 ha, 300.000 cho cây hồng gân. Mã số 22, chị em có 22 mã, chị mình thích mã nào thì alo qua số này em. Cảm ơn Liên, cảm ơn chị đã xem clip em. Rồi, anh cảm ơn Minh Luật nha, cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Hy vọng bà con mình chốt ủng hộ nhà vườn nha bà con. Bà con hãy liên hệ số điện thoại phía dưới màn hình có dòng chữ màu xanh xanh nha. Bye bye bà con, chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip tiếp theo.